với các bạn cùng ra đây. Ta sẽ đếm cho một bài là các bạn cùng giơ tay. Ta đếm thật là đẹp. Một lần một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn thêm một là năm. Năm ngón tay sạch đều. Bài gì nữa? Bài 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 chùm cái chổi quét nhà. Như nào bài cái chổi quét nhà như nào? Xấu hổ. Xấu hổ sao mà xấu hổ? Con không đọc bài cái chổi quét nhà nữa à? Con hay đọc bài. Con hay đọc. Ông bị đau chân đi. Con hay đọc chú. Mẹ quay đọc chú đi. Mẹ con đọc chú. Nào. Ở đờ. Giờ. Cờ. Chìa khóa. Cái gì mẹ? Bích là to à? Bích là cái trống. Băm trống. Băm là cái trống nhé. Con múa. Con chưa ăn bài. Múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em để em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em để em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm lượn trên cành hồng. Hai bàn tay của em để em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em là con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay mua. Khi em đưa tay xuống là bướm lượn trên cành hồng. Bây giờ con tập thể dục. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vào nhau. Mẹ ơi con làm trái tim này. Con làm thế này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xong. Đã tập thể dục đã xong. Con bài điện thoại. Bài xin chào. Một áp chú lưu mẹ buồn áp chú lưu hơi đi buồn áp chú lưu chú lưu chú lưu đây chú lưu đây hiểu lệ rồi mẹ buồn áp chú xin chào. Áp chú lưu là buồn áp chú muốn hắn đi đăng tìm khi đang gấp khăn nhanh lên để con đi đâu đây chú đi đâu như thế thế này nhé vô cơ vô dây.